Manchester City giành trọn 3 điểm trong cơn mưa bàn thắng. Với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp vượt trội, Man City đã đánh bại đội khách Burnley một cách dễ dàng. Được thi đấu trên sân nhà, Manchester City đã nhập cuộc một cách đầy hưng phấn. Đội bóng của Pep Guardiola nhanh chóng kiểm soát thế trận và tung ra những pha hãm thành nguy hiểm. Rất nhanh sau đó, The Citizens đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước như pha lập công của Riyad Mahrez ngay phút thứ 6. Đội chủ nhà tiếp tục là những người kiểm soát thế trận sau bàn thắng mở tỷ số. Thậm chí Burnley đã không thể tiếp cận khung thành của Man City trong 20 phút đầu tiên và cũng chỉ 14 phút sau bàn thắng mở tỷ số, Mahrez tiếp tục lên tiếng với bàn thắng thứ hai để đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-0. Những phút tiếp theo, trận đấu tiếp tục diễn ra với thế trận một chiều. Manchester City kiểm soát bóng lên đến 74% và tung ra 362 đường chuyền, nhiều gấp 4 lần so với Burnley. Trước khi một kịp lại, đội bóng của Pep Guardiola đã gia tăng cách biệt lên thành 3 bàn với pha lập công của Mendy ở phút thứ 41. Pha lập công của hậu vệ người Pháp cũng chính là bàn thắng cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế nghiêng hoàn toàn về phía Manchester City. Hiệp 2 bắt đầu, đội bóng của Pep Guardiola tiếp tục là những người kiểm soát trận đấu và có những pha bóng gây sóng gió lên khung thành của Burnley. Có vẻ như đội khách đã chơi khởi sắc hơn trong phút đầu tiên của hiệp thi đấu này và đã có những tình huống đáp lễ Manchester City. Do vậy Burnley cũng không cầm cự được quá lâu. Phút thứ 66, sau hàng loạt những pha đập nhả đẹp mắt, Ferran Torres đã lên tiếng với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Lúc này đoàn quân của Vincent Deche dường như đã buông xuôi và chỉ 3 phút sau bàn thắng của Torres, Mahrez đã hoàn tất cú hat-trick để đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 5-0. Những phút cuối trận, Manchester City vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. Đoàn quân của Pep Guardiola thậm chí đã thêm một lần nữa đưa được bóng vào lưới của thủ thành Farrell. Tuy nhiên bàn thắng đã không được công nhận. Trong khi đó ở phía bên kia chuyển tuyến, những nỗ lực tấn công của Burnley gần như là vô hại. Chốt cuộc, Man City giành chiến thắng với tỷ số 5-0 và tạm thời vươn lên nửa trên bảng xếp hạng Ngoại Anh. Liverpool hòa nghiệt ngã trong trận cầu, mang đậm tiếng nói của VAR. Sự kiên cường của Brighton cùng tiếng nói của VAR đã khiến Liverpool chỉ có thể giành được một điểm để nghiệt ngã. Liverpool hành quân đến sân của Brighton tại vòng 10 Ngoại Anh với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên họ đã không thể dễ dàng thực hiện được điều này. Ra sân với nhiều cái tên dự bị như Minamino, Neco Williams hay Phillips và thậm chí thiếu vắng cả Mane, Liverpool vẫn thể được sự lấn lướt trong phút khởi đầu. Đây là trận đấu không chỉ có Liverpool mà đội chủ nhà Brighton cũng chơi đầy chủ động với bộ ba Connolly, Maupay và Daniel Welbeck. Chính Brighton là đội bóng sở hữu cả hai cơ hội đáng kể trong hiệp 1. Đầu tiên là pha băng xuống uy hiếp khung thành Alisson và đặc biệt sau đó là cơ hội trên chấm phạt đền của Maupay. Đáng tiếc, đội bóng miền biển đã không thể có được bàn thắng dẫn trước bởi cú sút trượt đáng trách của tiền đạo người Pháp. Trong hiệp đầu, Liverpool cũng có một lần nóng tung lưới Brighton nhưng VAR đã từ chối pha lập công của Salah vì lỗi về vị. Sang tới hiệp 2, dù để đối thủ chơi lần lướt nhưng Liverpool lại bất ngờ vươn lên dẫn trước với pha phối hợp của Salah và Jota. Bàn dẫn giúp Liverpool lấy lại thế chủ động. Cố tình giảm nhiệt độ trận đấu nhưng Jacob vẫn có thêm một lần nữa đưa bóng vào lưới Brighton nhờ cú đánh đầu của Mane. Đáng tiếc cho cá nhân tiền đạo người Senegal cũng như Liverpool và tiếp tục từ chối bàn thắng này vì lỗi tương tự. Đây không phải là lần cuối VAR giao sầu cho Liverpool trong trận đấu này. Sau hai lần tước bàn thắng, VAR còn giúp Brighton được hưởng quả phạt đền thứ hai. Tình huống này diễn ra trong những phút bù giờ cuối cùng. Lần này nhà trưởng Pascal Gross đã không mắc sai lầm nào để trừng phạt Liverpool, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Hòa tiếc nuối, Liverpool vẫn tạm thời vươn lên chiếm ngôi đầu Ngoại Anh hơn một điểm nhiều hơn Tottenham. James Rodriguez không tỏa sáng, Everton thua trận trên sân nhà. Pha làm bàn duy nhất của tay mình Rafinha đã giúp cho Leeds có chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Everton ngay tại sân Goodison Park. Với lợi thế sân nhà và sở hữu hàng công ấn tượng, Everton nhập cuộc tự tin và hưng phấn. Phút thứ 7, họ suýt chút nữa vượt lên khi Davies chuyển vào rất đẹp để Doucouré dứt điểm, nhưng thủ thành Melister đã xuất sắc cản phá. 3 phút sau, Leeds đáp trả khi Rafinha kiến tạo Lee Harrison đối mặt với Pickford, nhưng cầu thủ này lại sút bóng ra ngoài đáng tiếc. Thế trận trên sân sau đó diễn ra cởi mở khi hai câu lạc bộ sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng. Phút thứ 24, James Rodriguez dứt điểm khéo léo tung lưới Nice, song VAR xác nhận cầu thủ này đã việt vị. Everton tiếp tục có thêm các cơ hội để mở tỷ số nhưng đều không thành công. Tới phút thứ 43, Everton lại một nữa bị từ chối bàn thắng và lần này người đen đủ là Richard Wilson. Trước lúc hiệp 1 khép lại, chân sút Bamford của Leeds khiến cho Everton hú vía khi đánh đầu trúng cột dọc. Bước sang hiệp 2, cả hai câu lạc bộ vẫn tạo được thế trận sôi động như ở 45 phút đầu. Phút thứ 66, Leeds bị từ chối bàn thắng dù Bamford đưa được bóng vào lưới Everton sau cú dứt điểm cận thành, nhưng trọng tài xác định Alioski đã phỉ vị trước đó.
Những nỗ lực của Leeds sau cùng cũng được đền đáp vào phút thứ 79 sau khi nhận đường chuyền của Harrison, tân binh Rafinha tung ra cú sút chìm hiểm hóc về phía khúc xa, 1-0 cho Leeds. Quãng thời gian còn lại, Everton cố gắng dâng cao rồi ép đối phương, nhưng trong một ngày James, Richarlison và Calvert-Lewin tỉnh ngòi, đội bóng của Luis Ancelotti chấp nhận thua trận ngay trên sân nhà. Juventus đánh ra chiến thắng trong ngày vắng Ronaldo, dù chỉ phải chạm trán đội yếu hơn rất nhiều là Benevento, tuy nhiên Juventus đã bất ngờ bị cầm chân bởi đội bóng này. Với việc chỉ phải chạm trán một đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là Benevento, bởi vì Ari Pirlo đã không điền tên Ronaldo vào danh sách cầu thủ tham dự trận đấu này, để tiền đạo người Bologna có thêm thời gian nghỉ ngơi. Juventus nhập cuộc với bộ đôi Dybala Morata trên hàng tấn công. Những phút đầu tiên lão bà thi đấu khá ung dung và chậm rãi, do vậy đội bóng vẫn có được bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Morata ở phút thứ 21. Những phút tiếp theo, Juventus tiếp tục chơi bóng với tốc độ trung bình và trong tâm thế khá thong dong. Đoàn quân của Luis Pirlo kiểm soát tốt thế trận và có những pha hãm thành nguy hiểm, tuy nhiên bàn thắng thứ hai vẫn chưa xuất hiện. Chẳng những thế, Juventus còn bất ngờ phải nhận bàn thua ở những phút giây cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Netizia chính là người đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, Juventus và Benevento cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1. Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, Juventus bắt đầu tăng tốc và cũng đã gây ít nhiều sóng gió lên khung thành của Benevento. Do vậy, bàn thắng một lần nữa vẫn chưa đến với thầy trò huấn luyện viên Ari Pirlo. Mặc dù đã rất nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước, tuy nhiên Juventus vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của đối thủ. Sau rất nhiều nỗ lực không thành, tiền đạo Alvaro Morata của Juventus còn bất ngờ phải nhận một thẻ đỏ ở phút thứ 90+7. Chung cuộc, đoàn quân của Luis Pirlo đánh ra chiến thắng một cách đầy tiếc nuối. Qua đó, lão bà tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A với 17 điểm có được. Ở một trận đấu khác, Inter Milan được dự đoán là sẽ gặp nhiều khó khăn khi tới làm khách của Sassuolo, đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng tại vòng 9 Serie A 2020-2021. Tuy nhiên, đội bóng của Vin Conte đã khiến tất cả phải bất ngờ khi đè bẹp đội chủ nhà đến 3 bàn không gỡ do công của Alex Sanchez, một pha phản lưới nhà và Roberto Gagliardini. Với việc phải nhận trận thua đầu tiên kể từ đầu mùa, Sassuolo đã để mất vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và 9 tay Inter Milan. Sau 9 vòng, cả hai đội đều có 18 điểm, nhưng Inter xếp trên do hơn về chỉ số phụ. Real Madrid nhận thất bại đáng quên trước đội bóng tí hon. Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, tuy nhiên Real Madrid đã bất ngờ ngã ngựa trước đội bóng tí hon Alaves. Mặc dù được đánh giá là đội bóng cửa trên và thi đấu trên sân nhà, tuy nhiên, Real Madrid đã phải nhận bàn thua từ rất sớm trong cuộc chạm trán với Alaves. Ngay phút thứ 4 của trận đấu, trung vệ Nacho đã lóng ngóng để bóng chạm tay trong vùng cấm, mang về quả penalty cho Alaves. Trên chấm 11m, Lucas Perez đã không mắc bất cứ sai lầm nào để đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Bị dội một cáo nước lạnh, đội bóng hoàng gia nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Do vậy, Alaves cũng cho thấy đội bóng này không hề dễ chơi khi đã có những tình huống đáp trả nguy hiểm không kém. Trong những phút còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, cả hai đội bóng đều không thể ghi thêm bất cứ bàn thắng nào. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế tạm thời nghiêng về phía đội khách Alaves. Hiệp 2 bắt đầu cũng giống như hiệp thi đấu đầu tiên, chỉ 4 phút sau tiếng còi khai cuộc, đội khách đã một lần nữa vươn lên dẫn trước. Lần này là Joselu là người đã tận dụng thành công sai lầm của thủ thành Thibaut Courtois để nâng tỷ số lên 2-0. Bị dẫn trước đến 2 bàn bởi một đội bóng cửa dưới, Real Madrid dường như đã bị dồn vào thế khó. Các cầu thủ của đội bóng hoàng gia không còn giữ được sự bình tĩnh và tỏ ra vô cùng bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của Alaves. Ngay sau đó, Zidane đã sử dụng hết quyền thay người để đưa vào sân những ngôi sao có thể tạo đột biến cho Real Madrid. Do vậy, cũng phải chờ đến phút thứ 86, Lobancos mới có được bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 do công của Casemiro. Trong những phút còn lại của trận đấu, mặc dù rất cố gắng, tuy nhiên đoàn quân của Zidane đã không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, Real Madrid nhận thất bại đáng quên trước đội bóng tí hon Alaves. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.